Mình là Hot Girl đang đứng ở cây cô đơn đấy. Nhưng mà các bạn ơi, mình là cô đơn như cái cây này vậy các bạn ạ. Mùa đông cũng sắp đến rồi, mà cũng biết bao nhiêu mùa đông đã trôi qua, thế mà mình vẫn chẳng có người yêu. Thế nên là để kết thúc cái sự cô đơn, ít nhất là của cái cây này, thì bây giờ mình sẽ chặt cái cây này ra nhé các bạn. Mình chặt để mình lấy lá này, lấy quả này, lấy gốc cây về để mình làm việc và chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Còn cái sự cô đơn của mình thì mình cũng chẳng biết đến khi nào mà mình hết cô đơn. Có bạn nào ở đây mà có anh trai mà kiểu đẹp trai soái ca thì nhớ bình luận trong video giới thiệu cho mình để mình đến để mình có người yêu nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ chặt cái cây này nha. Ôi dồi ôi, chặt mệt thế các bạn ơi. Cũng may là cây cô đơn là chỉ có một cây đấy. Chứ nếu mà nó không cô đơn, nó có nhiều cây thì mình chặt chắc là mệt lắm. Ôi mà Bê Quý Thành đâu cũng biết nữa, vào đây chặt cây cùng mình cho đỡ vất vả. Ha 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 ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Quý Thành nha. Anh phát hiện ra ốc đúng là đồ ngốc ốc ơi. Sao em lại dùng cây gậy để chặt cây? Ôi Bê Quý Thành, em tưởng anh là lâu nữa anh mới đến. Em đang phải giải quyết cái số phận cô đơn của cái cây này. Anh nhìn thấy không? Ở xung quanh đây không có một cái cây nào, chỉ có mỗi một cái cây này. Thế thì có nghĩa là nó đang bị cô đơn. Và bây giờ em sẽ kết thúc cuộc đời cô đơn của nó bằng cách chặt cho nó chết luôn. Ôi rồi, em đúng là ác dã man con ngan. Thế đây này, em cũng đang cô đơn nhá. Bây giờ anh đấm cho em chết luôn nhá. Ô, anh bị điên à? Ôi rồi, sinh thế này thì phải sống để có người yêu chứ. Anh đúng mà chả biết gì. Cái cây này nè, nó thì mới cần phải giải quyết. Còn em không cần phải giải quyết gì hết. Em phải sống để còn có người yêu. Và còn lấy chồng đẻ con, các kiểu con đà điểu. Thôi thôi thôi, em đừng có một mồm điêu đi. Em xấu lại còn đầu gấu, ai thèm yêu em. Đấy, có mỗi cái cây cô đơn. Để im sau này nó mọc cây khác lên thì nó không còn cô đơn nữa. Thì em chặt nó queo đi rồi. Sau này thì làm gì còn cái cây nào ở đây nữa. Ha, chặt cái cây này xong được 6 khúc gỗ. Về nhà tha hồ mà làm que. Quật vào mông Bê Quý Thành. Tính hãm hại anh đúng không? Em lựa đi. Uầy, sao anh lại để sáng tạo? Hôm nào mà anh để sáng tạo là chắc là có cái gì đấy hay lắm. Ha, chắc là có con quái vật gì đúng không? Không, chúng ta sẽ đi chơi thuyền. Hôm nay không làm gì cả. Ốc lên thuyền anh đéo ốc đi chơi. Rồi, đi thôi. Anh em ta cùng nhau sông pha. Ui, ốc ơi em thấy không? Ở dưới này có cái bong bóng nó nổi lên, tí nữa thì thuyền mình bị lật đấy ốc ạ. Ui thế á? Thế thì anh chèo thuyền giỏi phết đấy. Chứ nếu mà một người chèo thuyền không biết chèo thuyền thì bọn mình đã được tắm sông rồi. Đúng rồi, đây 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 ông ơi. Cái gì thế? Ôi, cái gì đấy? Ôi các bạn ơi, ông bị anh cho ốc, anh cho ốc đi thuyền trên thác nước, rơi xuống kia chết nhăn răng các bạn ạ. Ốc đúng là đồ ngu ngốc, gặp ngay anh Bê Quý Thành, tắt điện chưa? Anh dám chôn em à? Kia cứu em, nó trôi. Ui dồi ôi. Đây là một cái thác nước siêu to khổng lồ đấy ốc ạ. Ôi giời ơi, em không chơi với anh ở đâu. Em dỗi anh rồi. Em bơi vào bờ. Đừng dỗi anh. Ra đây, anh có cái này hay cực. Ra đây, ra đây, ra đây. Đâu, đâu, đi đâu đấy? Đây, bơi sang bên này. Đây, bên khu này có đồng bằng này, sang đây chơi. Wow, các bạn thấy anh Bê Quý Thành bơi giỏi chưa? Có bạn nào biết bơi không? Anh á, ngoài đời anh không biết bơi nhưng mà trong game anh bơi rất là giỏi luôn ấy. Chơi chưa? Đây, ok, em đến rồi đây. Anh phát hiện ra một điều, em bơi trông như con dở hơi ốc ạ. Không, anh nghe. Thôi nha, bây giờ không nói chơi với anh ở đâu. Anh đừng có mà gạ gẫm em đi chơi vớ chơi vẩn. Đây, đây, anh bảo, anh có cái này cực kỳ hay luôn nè. Anh có hai cái vũ khí này đấy, siêu ngầu luôn. Thấy con dao đỏ chưa? Đây là con dao á, nhìn như kiếm á. Úi dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Sức mạnh của kiếm đỏ ấy. Đây là cái gì? Búa đỏ. Đây là búa máu đấy các bạn ạ. Wow, có cả búa. Ôi đại, đừng đập vào đầu em nhá. Lại đây. Đây là những cái vũ khí ở trong cái bộ phim Chainsaw Man Quỷ Đầu Cưa mà mấy hôm nay mình làm video đó. Wow, vũ khí trong đấy ngầu thế. Đây là một của một con quỷ đấy. Và anh nghĩ rằng anh sẽ trở thành Chainsaw Man ở trong Minecraft luôn. Anh mà trở thành người cưa thì anh đi cưa gỗ hộ em nhá. Em đỡ tốn công đi chặt gỗ. Anh làm người cưa để đi tiêu diệt những con zombie, những con quái vật tấn công mình chứ. Lại đi cưa gỗ cho em, anh có phải là người thợ cưa đi cưa gỗ đâu. Thôi được rồi, cưa gì thì cưa. Nhưng mà anh đã có cách để trở thành quỷ lưỡi cưa chưa? Anh có rồi, các bạn đợi anh một xíu. Để anh đi lấy đồ nha. Anh giấu kỹ lắm, không là ốc ốc biết ốc lấy mất của anh ấy. Ốc đứng yên, đợi đấy nhá. Cho đi với, đi với. Em mà đi là anh không lấy ra, không cho em và các bạn xem đâu.
Rồi, đứng đấy đã anh. Rồi các bạn ơi, anh sẽ đi lấy cái đồ anh giấu. Hễ phải giấu kỹ vào không ạ? Ốc à, lấy mất của anh, ốc chơi một mình, bực mình lắm các bạn. Không được nhìn nha. Chắc là ốc không nhìn thấy đâu, để im anh đào nhá. Đào, đây 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 đây, chính là chiếc rương của anh. À, anh sẽ lấy những cái đồ anh chế tạo ra các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Ốc ơi, xong rồi, xong rồi. Uầy, đâu. Em muốn có sức mạnh vũ khí lúc nãy mà anh có không? Đây đây đây, chính là cái này. Em sẽ sử dụng cái này, em sẽ trở thành một con quái vật. Ơ, sao lại trở thành quái vật? Đang xinh gái này lại bảo người ta trở thành quái vật. Mình bị sở hôi. Em giống quái vật lắm rồi, bây giờ trở thành quái vật nó cũng không sao cả. Xinh cái gì, trông em như con tinh tinh thì có. Ơ, các bạn lại ốc có xinh không các bạn? Ốc quá xinh luôn ạ. Thôi thôi, em bớt thần kinh đi. Nào, thử sử dụng cái búa đấy xem nào. Đó, thấy chưa? Vậy là em đã có cây kiếm. Ui ui, em định chém anh à? Ghê ghê ghê. Chuyên, chuyên, kinh chưa? Rồi, dùng cây búa cho anh xem nào. Cây búa này to quá, chả nhìn thấy gì luôn. Các bạn ơi, thấy ốc là một con quỷ trông đúng quỷ luôn nhỉ. Đấy, thực ra anh thấy em giống quỷ cực luôn đấy. Nếu mà em không là người thì chắc chắn em là quỷ. Anh thích không? Anh thích không? Vì em đã xấu như quỷ rồi. Rồi ông ơi, anh bảo bây giờ anh sẽ trở thành Chainsaw Man quỷ lưỡi cưa. Nhìn đây này, đấy trên tay anh chưa? Có một cái đầu lưỡi cưa. Bây giờ anh sẽ đội vào cho ốc xem nhá. Nhìn này, chang chang. Oái da. Này nhá, cái đầu anh trở thành lưỡi cưa và cái tay có cưa. Nhưng mà quần áo vẫn bình thường, không bị quần áo rách như con quỷ nha. Ờ, quần áo con quỷ làm gì có rách. Bây giờ anh sẽ biến thành quỷ lưỡi cưa. Là anh biến thành trở thành quỷ lưỡi cưa chứ không phải là cái quỷ lưỡi cưa ở trong phim, hiểu không? À ờ ờ. Đấy, nên là anh vẫn phải mặc quần áo của anh chứ. Nhưng bây giờ tay của anh sẽ có lưỡi cưa hai bên tay. Cái đầu của anh có lưỡi cưa luôn các bạn thấy không? Ơi. Rồi, ốc xem đây. Xem cái gì? À nhầm, đây, kỹ năng đây. Đây, bây giờ anh sẽ cho ốc và các bạn xem kỹ năng của anh. Nào, lùi lùi ra, không là anh mạnh lắm đấy. Em sẽ chết nhăn răng đấy ốc ạ. Đi đây này. Ờ, đâu đâu. Sắc thật đấy. Ồ, sắc. Và đây là chiêu liên hoàn cưa. Úi ôi. Sao anh cưa ở đâu mà lại cưa vào em được ấy? Nhìn đây này, em được đấy. Úi ôi. Thôi thôi đừng cưa nó, đừng cưa nữa. Đẳng cấp chưa? Bây giờ ốc thử thả cho anh một con quái vật đây. Anh cưa nó chết nhăn răng luôn. Và lượng máu của anh cũng tăng lên rất là cao luôn các bạn ạ. Tới gần nghìn máu luôn. Wow, quá là mạnh. Ok, được rồi. Chờ em một tí, em sẽ chuẩn bị cho anh những con quái vật thật là chất. Rồi, quái vật càng chất càng tốt. Đúng không? Anh Vũ Thành bây giờ mạnh lắm rồi. Trở thành Chainsaw Man rồi. Phạc. Đấy, cưa. À đây này, cưa được con zombie không? Con zombie này á, một đường cơ bản. Ai giả được rồi, có vẻ như anh Bê Quy Thành mạnh hơn con zombie. Mình sẽ phải lựa chọn một con quái vật nào khác, nó ngầu hơn. Ai, anh thế có cưa được Creeper không? Này, Creeper một đòn duy nhất, các bạn nhìn đây này, cưa một đòn duy nhất này. Cho con nào to vào, con nào mạnh nhất Minecraft vào đây anh cưa van nó hy sinh luôn. Tuổi gì sánh vai, ok fine. Trời, ghê chưa. Ghê thế, máu thế, nhớ đâu nó ra nó tiêu diệt anh thì anh chết chắc. Không, làm sao mà tiêu diệt được quỷ lưỡi cưa Bê Quy Thành. Đây nào. Wow, wooden hả? Ok, con này. Sắc. Liên hoàn lưỡi cưa. Xèng, liên hoàn lưỡi cưa. Ôi, Bê Quy Thành để sáng tạo thì làm sao mà nó tiêu diệt được anh? Anh phải chuyển sang sinh tồn đi. Anh không phải ở chế độ sáng tạo đâu, anh vẫn để ở chế độ sinh tồn mà. Đấy, nó có đánh anh đâu. Nhìn sao nó không đánh anh nha, làm ghê. Nó nhìn thấy quỷ lưỡi cưa lợi hại quá, làm sao mà nó dám đánh. Đây, bây giờ anh thử lại một lần nữa xem anh có đúng là ở chế độ sáng tạo nha. Đây, anh chuyển này. Rồi, đây. Có vẻ lần này anh đã chuyển đúng sang chế độ sáng tạo rồi các bạn ạ. Nhưng mà sao trời tối thế? Rồi. Nè, trời tối cái đầu anh ấy. Vào đây, xem tuổi gì? Tuổi gì? Ta có tới 100 máu các bạn. Ôi, đánh gì mà bay xuống biển. Ôi, tuyệt chiêu của mình đi xa các bạn. Ôi, nhưng mà kể ra con Warden nó rất là mạnh nha các bạn. Rồi, nó kia rồi các bạn ơi. Tuyệt chiêu của ta. Đó các bạn thấy không? Nó đâu? Nó ở đây này. Trời ơi các bạn ơi, sau lưng đây này. Anh còn có mỗi 15 máu thôi. Ha,
chết chắc rồi. Chúng chiêu chưa, chúng chiêu chưa. Nó làm trời tối các bạn ạ, không nhìn thấy gì luôn. Ông ơi cho anh quả táo vàng đi. À, ui. Ui. Từ, anh lấy quả táo vàng nè các bạn ạ. Trời ơi, ông ơi, cho anh quả táo vàng. Đây, 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 táo vàng đây, táo vàng đây. Chết sao mấy em bị Warden đánh chết trong Minecraft rồi. Ôi, con Warden nó mạnh quá các bạn ạ. Cho anh con yếu yếu hơn đi hấp rồi. Cứ tưởng mình mạnh lắm. Có tới 100 máu các bạn ạ. Anh chưa nâng cấp hẳn được lên 1000 máu. Thế là bị nó đập cho mấy cái gần chết luôn. Ở đâu chết hẳn luôn chứ không phải gần chết. Rồi ôi tưởng gáy thôi được rồi. Có những con quái vật nhỏ hơn cho anh đây. Đó chính là zombie pigman cho ba con ạ. Tuổi bọn này tuổi. Ui tuổi gì xính vậy. Nổ không chết được anh đâu, anh có tới 100 máu cơ. Chỉ có con Warden nó mới có khả năng tiêu diệt được anh. Ghê thế cơ á. Ờ, đây, con này có không kịp vậy. Thấy không? Dịch chuyển luôn nhá. Dịch chuyển để làm gì? Creeper đã chết đâu. Đây, tránh ra, anh làm một lần nó chết luôn này. Ôi giời. À, xẹt. Thấy gì chưa? Thấy đẳng cấp chưa? Ông ơi, anh bảo ngoài cái bộ đồ Chesame này ra, anh còn có vài bộ đồ của những cái con quỷ trong bộ phim này luôn. Em muốn thử không? Ờ, được được, cho em xem nào. Đây, quỷ katana. Đấy, gần giống như quỷ lưỡi cưa. Thì con này nó thay lưỡi cưa bằng cái katana đó. Quỷ katana đây. Đấy, katana tức là thay kiếm đó các bạn ạ. Đấy rồi, kiếm xiên qua đầu luôn. Ông bị kiếm xiên qua đầu. Rồi đấy, và hai tay của ốc là hai kiếm luôn nha các bạn, rất là lợi hại. Bây giờ ốc thử tuyệt chiêu cho các bạn xem đi. Tuyệt chiêu của con này là xoeng xoeng bùm bùm treo 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 bùm bùm treo treo hết. Cái gì thế ốc? Em ngáo à? À em đang ở chế độ sáng tạo, em chuyển sang chế độ sinh tồn đi. Rồi đưa anh mấy quả trứng kia để anh thả cho em thử tuyệt chiêu của em. Ok, sinh tồn. Nhưng mà anh mà thả ra thì em không có biết sử dụng tuyệt chiêu đâu. Thế thì em học sử dụng đi. Đâu, thả ra. Này, rồi, ok. Mỗi cái cho một con thôi. Ui giời, anh thả một bầy đi có sao được. Đây đây, đầu tiên là anh cho con zombie pigman này em tiêu diệt xem nào. Ấy à, mạnh chưa? Ấy à. Mạnh cái gì? Mãi mới chết. Đấy. Nhưng mà trông em ngầu này còn gì nữa. Mặt em đúng là mặt quỷ luôn, xấu như quỷ luôn. Đấy là katana đúng không? Ở đây còn có. Đây, con này nữa. Đấy, thử vào xem nào có ngầu không. Con gì đây? À, nó Whip có... Ờ đúng rồi, nó có tên mà em đọc được mà. Ờ, à, nhìn cái gì chưa? Oanh. À, quá là ghê gớm luôn các bạn ạ. Đầu trâu mặt lợn. Không, con này không có dùng tuyệt chiêu này. Thế con này dùng tuyệt chiêu gì? Nó có cái xúc tua đó, em thấy không? Ờ. Tuyệt chiêu mồm nói điều. Ờ, mồm nói điều, em nói điều thì có. Nào dùng đi xem nào. Dùng kiểu gì đấy? Ờ, đánh đi, đấy, dùng tuyệt chiêu đánh đi. Ôi giời, thế đưa anh dùng cho mà xem. Cùi bắp. Em đưa anh dùng nhá. Nhìn đây này, anh làm một lần rồi đấy. Đưa đây. Đó. Ốc có đồ xịn mà ốc còn không biết dùng các bạn ạ. Đây, anh thay vào phát. Và anh Bưu Thành đã trở thành Wit. Ốc nhìn đây, anh sẽ làm một lần cho em thấy. Đây mới là tuyệt chiêu của con này. Wow, tuyệt chiêu bắn ra tuyết à. Thấy chưa, liên hoàn vô. Liên hoàn vụt vào người không thể tươi cười. Thấy không, nào. Em không tiếp cận được anh đâu. Đấy gì chưa. Ôi giời, tuổi gì sánh vai với tuyệt chiêu này đó. Con này nó có cái xúc tua rất là dài các bạn ạ. Wow, là tất cả mọi thứ xung quanh không thể đỡ được luôn đấy. Đâu rồi ốc ơi, quay trở lại đây đi. Và ốc ăn lúc đấy không biết dùng các bạn ạ. Tuyệt chiêu của cái con katana đấy nó như kiểu này này. Đấy. Đây bây giờ anh cởi bộ đồ này ra nhá. Anh thử lại cái bộ đồ katana cho ốc xem. Ốc không biết dùng các bạn ạ. Ốc cùi bắp quá. Nhìn đây này. Bộ đồ katana rất là lợi hại luôn. Ấy. Và cũng có tuyệt chiêu. Ui cái gì ấy. Đấy là bộ đồ katana anh vừa cho em không biết dùng đấy. Tuyệt chiêu đấy, đi xuyên qua sông luôn. Tuyệt chiêu kiếm đỏ của con quỷ đây. Thôi, con quỷ xấu lại còn đầu gấu ốc. Dừng lại, đây cho ta. Đây, bây giờ anh sẽ cho em một bộ đồ cuối cùng rất là ngầu luôn. Đây, quỷ bom. Đấy, mặc vào. Quỷ bom, kinh thế nhỉ. Đã được chưa? Biết dùng tuyệt chiêu chưa? Làm gì biết dùng, người đây. Ta là gái xinh thì người ta không phải là con quỷ mà người ta biết dùng. Đấy, anh cho tuyệt chiêu. Ây à, cái gì ấy? Ốc hút anh vào để nằm nổ tung đúng không? Ờ, nó có chức năng hút nè. Ốc thử hút lại anh xem nào. Ok, anh đứng đấy, được chưa, sẵn sàng chưa?
ui, bùm. Và các bạn để ý không, đầu ốc giống như kiểu quả tên lửa này này không, đằng sau có cái đuôi tên lửa. Quá ghê gớm luôn. Rồi em, tên lửa cái gì, người ta là quả bom. Quả bom ngu si tứ chi không phát triển. Rồi rồi ok, bây giờ em bấm chuột phải em nào, xem nó có hiệu ứng gì nào. Bấm chuột phải. Cái gì đấy ốc, nổ bùm 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 ấy. Con này có mỗi hiệu ứng nổ thôi. Vì nó là quỷ bom mà, nó sẽ làm cho mọi thứ xung quanh nó nổ tung các bạn ạ. Đấy, vậy trong video ngày hôm nay anh đã tạo ra những cái con quỷ ở trong bộ phim Chainsaw Man. Và anh tâm đắc nhất là anh sẽ trở thành Chainsaw Man. Đấy, siêu ngầu luôn. Với tuyệt chiêu gì nhỉ ông nhỉ, lưỡi cưa đoạt mệnh. Chà. Em còn nhảy được cao nè. Quỷ lưỡi cưa chiến đấu với quỷ bom xem ai thắng nào. Rồi các bạn ơi, có lẽ là bây giờ anh Quân Thành và chị Ốc sẽ dừng video tại đây thôi nhé các bạn. Và trận đấu cuối cùng là trận đấu giữa anh và Ốc ấy, quỷ bom và quỷ lưỡi cưa. Ready, go. Rồi vào đây. Quá ghê gớm, quỷ bom không thể đuổi được ta. Cái bom này nó hồi lại lâu lắm. Thế thì em chịu chết đây. Yo, làm sao mà đấu lại với quỷ lưỡi cưa ta. Ta chạy, làm gì được ta. Chạy đi đâu. Xẹp. À, chết rồi, rồi tóm đây rồi. Ai. Ui. Cái này có khả năng giúp mình dịch chuyển nữa các bạn ạ. Thôi được rồi, tha cho Ốc các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại bạn bè sau. Chết xa bên Quân Thành siêu gầu.